Sáng ngày ra ngắm thanh niên tập thể dục buổi sáng. Đây là động tác gì? Đây là động tác để cho tốt cơ mông, cơ đùi, mông to này, eo thon, ngực nở này. Đấy, dẻo dai. Thanh niên này là U50, 56 tuổi rồi, đó là U, gọi là U60 rồi nhưng vẫn rất khỏe. Già rồi nhưng xương gà vẫn nhai rau ráu. Anh tên Trần Lợi nhé. Đấy, bây giờ là đến động tác bơi thuyền. Bơi thuyền ở trên cạn. Đấy, tập thể dục buổi sáng. Nhưng mà người ta tập thể dục sáng sớm, còn anh thì 9 giờ mới tập thể dục. Đấy, đây là từ 5 giờ rồi. Dậy từ 5 giờ. Dậy tập gym ở nhà từ 5 giờ.